Cô có làm sao không? Bẩn hết cái đùi nữa rồi này. Bà nhìn như thế này bà cho cả cán trở vào được à? Ai bảo cô không để ý nhìn đường, cứ vừa đi vừa bấm điện thoại. Và phải tôi là may đấy, tông phải ô tô thì... Cái gì? Này bà kia, bà rủa tôi đấy à? Tôi không rủa cô, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi. Bà là cái thá gì mà nhắc nhở tôi? Thứ quê mùa bần tiện, mới sáng ngày ra đã xui xẻo. Này, mày có thấy cái túi của tao mới mua không? Hàng order từ nước ngoài về đấy. Nào, xem nào. Ôi, xinh thế nhở. Tao cũng thích cái túi này mà lâu rồi chưa mua được. Tao có bà chị từ nước ngoài order hàng về Việt Nam, đảm bảo xịn 100% luôn. Mày có thích thì để tao bảo chị ấy mua được không nữa, tao mua cho. Nhớ nhá. Ok. À, để tao gửi cho vài mẫu nữa. Chứ dạo này hết túi để đeo rồi. Mày yên tâm đi. Mày nhìn cái gì đấy? Thấy ma à? Ma quỷ gì? Mày có nhìn thấy bà già kia không? Đâu? À, tao thấy rồi. Mày quen bà ta à? Tao mà phải quen cái loại người đấy á? Thế mày hỏi làm gì? Mày có nhớ cái bà lao công mà hôm trước tao kể không? Va phải tao, xong lại còn lên mặt dạy đời ấy. Chính là bà ấy đấy. Mà tao thấy bà ta cũng hiền mà nhở. Bề ngoài nhìn thế thôi. Hôm trước lên giọng kinh lắm. Cái gì mà cô va phải tôi là còn may đấy. Nghe là thấy hãm. Hay tao với mày chơi trò này đi. Mày lại nghĩ ra cái trò gì con quỷ. Tao với mày cáo nhau, trong vòng 5 phút tao sẽ khiến bà ta quỳ xuống lau giày cho tao. Nếu mà làm được ý, thì mày mất tao cái túi nhá. Nhưng mà nếu mày thua thì làm sao? Tao thua thì tao mua túi cho mày, ok không? Ok, chơi thì chơi. Mày nghĩ tao sợ mày à? Được rồi, thế thì ngồi đấy mà xem kịch hay. Bấm giờ đi. Chết. Cô có làm sao không? Đưa đây. Điện thoại của cô. Bà nhìn không rõ à? Vỡ hết màn hình ở đây này. Tôi không biết là cô đứng ở đằng sau hay là để tôi đền cho cô nhá. Đền á? Bà nghĩ bà đền được cho tôi á? Bà có đi làm cả năm rồi cũng không đền được đâu. Vậy cô muốn tôi phải làm thế nào bây giờ? 5 triệu. Tôi chỉ lấy tiền thay màn hình thôi. Bà đưa tiền này. Cô ơi, tôi làm lao công, lương có được bao nhiêu? Cô đòi tôi 5 triệu thì tôi biết lấy đâu ra tiền bây giờ. Tôi lấy 5 triệu ấy là quá rẻ cho bà rồi đấy. Đưa tiền lên nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cô làm ơn thương tôi, chứ tôi biết lấy đâu ở tiền bây giờ. Thôi rồi, bà không có tiền ấy thì tôi cũng không ép. Quỳ xuống lau giày cho tôi. Cô... Rồi tôi bỏ qua cho. Cô... Muốn lau giày hay là muốn nộp tiền? Được rồi. Để tôi lau. Hỏi đi. Khăn của bà lau giày cho tôi bẩn thêm thôi. Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Sao? Mày thấy trình của bạn mày có cao không? Công nhận 4 phút 50 giây. Bạn của mày ấy không phải là dạng vừa đâu. Chuẩn bị mua túi cho tao đi là vừa. Ok. Nhưng mà cũng chỉ vì một cái túi mày nỡ ném cái điện thoại vỡ tan tành thế này à? Mày điên à? Vỡ có cái kính cường lực, tí nữa mất 100.000 ra kia thầy là xong. Ôi dồi ôi, thua mày con quỷ
gì ạ? Sợ mày thế. Alo ạ. Cái gì? Anh nói sao? Mẹ tôi làm sao? Vâng, được rồi, để tôi đến ngay ạ. Mày ơi, sao? Mẹ tao bị tai nạn. Bệnh viện bây giờ bảo là đang nguy kịch lắm. Tao đi luôn đây. Mày, đợi tao đi cùng. Chờ tao với. Bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Cô là người nhà của bà Hạnh à? Vâng, đúng rồi ạ. Tình hình mẹ cô đang rất nguy kịch. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần đi. Không được, bác sĩ ơi, bác phải cứu lấy mẹ tôi bằng tất cả mọi giá. Chuyện này... bao nhiêu tiền cũng được, tôi có tiền mà. Chỉ cần bác sĩ cứu được mẹ tôi thôi. Thực ra có một cách không nhiều hy vọng lắm. Đấy là ghép tim. Ghép tim? Đúng vậy. Tim của mẹ cô bị tổn thương rất nặng. Nếu có người hiến phù hợp thì có khả năng cứu chữa được. Nhưng chúng tôi cũng không dám đảm bảo. Bác sĩ, bệnh nhân được chuyển vào cùng với bà Hạnh không qua khỏi. Nhưng mà lúc còn sống bà ấy đã đăng ký hiến tạng sau khi mất. Thật sao? Bác sĩ, vậy là mẹ tôi có thể được cứu luôn không ạ? Chúng tôi còn phải tiến hành các xét nghiệm nữa. Nhưng nếu phù hợp, có thể cấy ghép luôn. Sao mẹ không ở viện lâu thêm chút nữa cho khỏe hẳn mà cứ đòi ra sớm làm gì? Thôi, cho mẹ về đi. Mẹ sợ cái mùi bệnh viện này lắm rồi. Thế nhưng mà... không sao, bác sĩ bảo mẹ về được rồi, con cứ yên tâm. Được rồi, thế về nhà mẹ không được làm gì đâu đấy. Mẹ phải ngồi im một chỗ cho con. Vâng, thưa cô. À mà này, con tìm hiểu xem cho mẹ, cái người mà được đưa vào viện cùng mẹ, xem bà ấy nằm ở đâu để mẹ cảm ơn trước khi đi về. Ai cô ạ? Thì cái người mà được đưa vào viện cùng mẹ, bà ấy làm lao công thì phải. Mẹ đi qua đường không để ý thì có xe lao tới. Bà ấy chạy ra kéo mẹ trước khi mẹ ngất. Mẹ chỉ kịp nhìn thấy bà cũng bất tỉnh thôi con ạ. Kìa con. Dạ, được rồi. Thế để con đi tìm bác sĩ nhá. Mẹ ở đây chờ con một lát. Đi nhanh đi con. Chào bác sĩ ạ. Em là người nhà của bệnh nhân Hạnh, hôm nay xuất viện ạ. Tình hình mẹ của cô không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, có thể xuất viện ngay hôm nay rồi. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. À, nhưng bác sĩ này, em có thể được biết thông tin của người đã hiến tim cho mẹ em được không ạ? Để em muốn cảm ơn họ. Điều này chúng tôi không thể tiết lộ được, bởi vì người đã khuất không muốn để lộ tên tuổi. Xin lỗi cô. Nhưng mà... tôi xin phép một chút nhé. Sao vậy? Sao con lại khóc? Bác sĩ nói gì à? Sao vậy con? Có gì? Con nói cho mẹ nghe thế nào?
Cháu sai rồi, bác hãy tha thứ cho cháu. Cháu hứa cháu sẽ cùng mẹ chăm sóc trái tim này thật tốt. Cháu thật sự cảm ơn bác. Cảm ơn bác nhiều lắm. Con vào rửa tay đi, mẹ xong rồi đây. Ơ, sao không chờ bố à mẹ? Con gái ơi, hôm nay bố bận quá nên mẹ con mình ăn cơm trước nhá. Lại về bận, bố chẳng chịu về ăn cơm với con gì cả. Thôi, con gái vào rửa tay đi nhá. Anh lại uống rượu à? Anh uống có tí thôi mà. Con gái yêu, con ăn đi. Ăn cả trứng vào nữa nhá. Anh ăn sáng đi, còn đi làm. Anh xin lỗi hôm qua nhá, anh say quá. Có phải lần đầu anh như thế đâu, lần sau không thế nữa là được. Anh ăn đi. Anh không kịp ăn đâu, bây giờ anh phải lên công ty luôn rồi. Trên đường đi thì anh ăn sau. Vâng, nhá. Thế cũng được ạ. Con, thơm ba một cái nào. Ăn nhanh nhá, ăn còn đi học đấy. Anh đi cẩn thận nhá. Con ăn đi, đi học. Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Em có việc phải đi công tác 10 ngày. Hai bố con ở nhà tự lo nhá. Em để 2 triệu ở trên bàn là tiền ăn hàng ngày. Với cả mấy hôm nữa là sinh nhật mẹ đấy. Anh nhớ mua tặng bà một cái áo mới, rồi hai bố con sang ăn cơm cùng bà cho vui nhá. Yêu anh.
Em à, anh có tin vui báo cho em này. Vợ anh đi công tác rồi đấy. 10 ngày tới là của hai chúng mình thôi. Em qua nhà anh nấu cơm nhá. Tiền anh để ở trên bàn đấy. Bây giờ anh đi đón con đã. Sẵn tiện cho em với cả con làm thân với nhau luôn. Thế nhá, yêu em. Cô chào con. Bố ơi, cô này là ai vậy bố? Mẹ đâu ạ? Mẹ con đi vắng rồi. Cô này là cô Linh, bạn của bố. Bắt đầu từ ngày hôm nay là cô Linh sẽ nấu cơm cho hai bố con mình ăn nhé. Vậy à bố? Ừ. Cô là Linh. Cô đã được nghe bố kể rất nhiều về con rồi. Không nghĩ là con xinh như thế này đâu đấy. Thôi, vào ăn cơm đi. Vào ăn cơm đi em. Nào, ngồi đây. Thế xem hôm nay cô cho hai bố con mình ăn gì nào? Không có gì nhiều đâu. Em chỉ dán ít đậu, tôm với xào đĩa rau thôi. Ăn cơm giúp em. Qua đây. Này. Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên em vào bếp. Thế nên là không biết là có hợp khẩu vị hai bố con không nữa. Con ăn nhiều vào nhá. Này, con ăn đi. Em cho cả lọ muối vào đi à? Không, em để ít lắm mà. Mặn thế thật à? Mặn thật đấy. Thôi, đây. Anh ăn tôm đi. Hơi cháy một tí nhưng mà ngon lắm đấy. Con muốn ăn trứng rán. Ừ, để cô đi rán cho nhá. Thôi thôi, để anh rán nhá. Em cứ ăn cơm đi, để anh rán nhá. Đây, có các tôm con này. Anh về rồi à? Vào ăn cơm đi. Muộn rồi đấy. Sao lại cơm hộp? À, nay em đi đón bé Hân về muộn. Thế nên là mua tạm cơm hộp luôn. Chứ nấu nướng giờ này á, mệt lắm. Tiền anh đưa em còn bao nhiêu đấy? Hình như là còn 500 nghìn hay sao? 500 nghìn á? Mới có 5 hôm mà em tiêu hết 1 triệu rưỡi á. Sao anh lại lớn tiếng vậy? Em ở nhà phải mua biết bao nhiêu là đồ. Mà thức ăn thì có rẻ đâu. Tôi chết rồi, hôm nay sinh nhật mẹ. Mẹ đã mua gì cho mẹ chưa? Thật mẹ, anh có nói cho em biết đâu. Với lại là mẹ anh có phải mẹ em đâu mà em biết được. Khổ quá bình thường. Vợ anh ở nhà lo hết tất cả những cái chuyện như này. Bây giờ không có cô ở đây mới khổ chứ. Vợ, anh nhớ chị ta ấy, thì gọi chị ta về đi. Em nói cho cẩn thận nhá, còn có Hân ở đây đấy. Nói gì sai ạ? À? Từ ngày em đến đây, có ngày nào mà anh không nhắc về cô ta không? Vợ anh không như thế này, vợ anh không như thế nọ. Em nghe đấy rồi đấy. Vậy em cũng phải xem lại bản thân mình đi. Ít ra em cũng phải biết nấu những món đơn giản chứ. Đằng này hôm thì bún, hôm thì đồ ăn nhanh, hôm thì cơm hộp. Bình thường vợ anh không bao giờ để cho cả nhà phải ăn những món như này cả. Này, từ trước em đã nói với anh là em không biết nấu nướng rồi. Bây giờ anh còn trách móc gì ai? Ừ thì em không biết nấu nướng nhưng mà ít ra em cũng phải biết dọn nhà chứ. Em nhìn đi, rác bẩn ngập cả đầu này. Chúc vợ anh. Thôi anh đừng có nhắc về cô ta nữa. Anh mà yêu cô ta như vậy thì anh tìm đến tôi để làm gì nữa? Cô đừng có quá đáng nhá. Tôi quá đáng? Anh không nhìn lại bản thân mình ạ? À? Đã có gan ngoại tình ý, thì đừng cố tỏ vẻ là mình thương vợ. Cái ngữ như anh không phải tốt đẹp gì đâu. Cô thôi đi. Anh dám đánh tôi? Chia tay đi. Anh nói cái gì vậy?
Chia tay đi. Anh được lắm. Anh nói điều ấy thì đừng có hối hận. Và sau này đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Đang ở bên đấy hả mẹ? Sao cô ấy bảo đang đi công tác mà? Công tác cái gì? Nó ở đây mấy ngày rồi. Vợ anh đi đâu mà anh cũng không biết à? Thế có định sang đây ăn sinh nhật mẹ không đây? Dạ vâng ạ, con sang luôn đấy ạ. Đi đón mẹ thôi con. Đâu, em biết hết rồi. Em biết chuyện của anh qua lại với Linh á? Ừ. Vậy tức là em biết hết tất cả mọi chuyện mà vẫn làm ngơ. Em giả vờ đi công tác để thử anh đúng không? Em chỉ muốn anh biết rằng cuộc sống thiếu vợ nó như thế nào thôi. Em không sợ Linh đảm đang và khéo léo hơn em à? Tất nhiên là em phải tìm hiểu về địch trước khi đánh chứ. Xin. Mẹ ơi, con làm đây. Hưng. Dạ. Ra đây mẹ bảo cái này. Mẹ bảo gì? Con ngồi xuống đây. Con phải xem thế nào. Hay là trước kia vợ con nó lăng nhăng, nạo phá thai cho nên bây giờ mới khó có con đến mức như thế. Mẹ cứ suy diễn linh tinh, làm gì có cái chuyện đấy. Chứ còn không à? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, yêu đương là phải tìm hiểu kỹ ngay từ đầu ấy. Con lúc nào cũng nói là nó nết na, nó giữ gìn, giữ lắm nên bây giờ mới thế thôi, đấy. Thôi thôi mẹ ơi, con xin mẹ. Có mỗi cái vấn đề đấy mẹ đừng có nói nữa nhá. Ôi giời ơi. Thôi muộn rồi con đi làm đi nhá. Cứ thế cũng trách. Thôi con chào mẹ. Bực cả mình. À, bà. Vâng tôi đây. Tôi có một cái việc này. Bà làm thế nào giúp tôi. Xem có một cái con bé nào không. Chứ nhà tôi từ xưa đến giờ ăn ở có thất đức. Có đối xử ác với ai bao giờ đâu. Mà lại lấy về một cái đứa con gái mà không biết chửa đẻ. Vâng, mà thằng Hưng nhà tôi á,
nó lại là con một, lại là trưởng họ nữa. Không có con nối dõi là không có được đâu đấy. Vâng. Thế nhà bà nhá, cố gắng giúp tôi đấy. Vâng, vâng, chào bà. Qua có việc gì ạ? Chị đến thăm em. Em không khỏe à? Vâng. Tại vì không hiểu sao đợt này em nghén nhiều quá. Ừ, chắc là mới bầu 2 tháng đấy. Thôi em chịu khó nhá. Đây, chị mua nhiều đồ bổ lắm. Em phải chịu khó ăn vào. Rồi còn sinh cho chị một thằng cu kháu khỉnh đấy chứ. Bác đắc sĩ, chị mới phải nhờ em mang thai hộ thế này. Em cố gắng, chuyện tiền nong em không phải lo đâu. Thôi, chị có việc phải về luôn đây. Với cả chị có bảo anh không đến thăm em rồi. Chắc là sẽ tốt cho đứa bé trong bụng đấy. Chị về nhá. Chị còn non và xanh lắm. Chị tưởng tôi cần nhúng tiền này của chị không? Thứ tôi cần ấy là chồng của chị, gia tài kếch xù của anh ta cơ. My ơi, My ơi, anh vào nhá. Ơ kìa My, ơ kìa, em làm sao thế? Em sao, chỉ là hơi mệt với lại đau bụng thôi. Thế có cần anh đưa đi viện không? Thôi, không cần đâu. Em chỉ cần được ở bên anh thôi. Ơ kìa, em đang mang bầu con của anh, thế mà cái Nhi nó chả chăm sóc cho em gì cả. Thôi kệ cô ta đi. Ơ kìa, không được. Ơ, cô ta có đến đây đâu mà anh sợ. Hôm nay anh ở lại với em. Ơ kìa, không được. Kìa My. Mẹ mẹ đỡ con một tay. Nào đi. Chào bác ạ. Nào đi từ từ thôi nhá. Nào. Rồi từ từ thôi, từ từ thôi. Nào. Đây. Rồi. Từ từ. Ui giời ơi, được rồi. Mà con bầu bí 5 tháng sao bác thấy con gầy gò thế này nhỉ? Thế cái Nhi nó không quan tâm đến con à? Ôi giời ơi mẹ ơi, mẹ còn nhắc đến cái Nhi làm gì nữa? Mẹ có biết không? Nó chỉ có lo cho cái bản thân của nó thôi. Nó có lo cho ai đâu. Ôi giời ơi, cái con này láo thật đấy. Đã phải đi thuê người đẻ rồi mà lại còn không biết điều nữa ấy cơ. Chính vì thế nên hôm nay con mới phải đưa My về nhà đấy. Con nghĩ thế là đúng đấy. Chứ còn à, cái My nó phải ở đây cho mẹ để mẹ chăm sóc nó chứ. Vâng, dạ vâng ạ. Con xem nào. Ôi giời, nó có đạp không con? Ôi mẹ ơi, đạp mạnh lắm mẹ ạ. Thế là con trai rồi. Đạp mạnh là con trai ạ. Ừ, con trai đi con. Mà con cũng đang chưa biết là nên đặt tên đứa bé là gì. Đặt tên à? Vâng. Con trai thì đặt tên là... trai là Huy đi con. Huy à? Huy thì là Huy Hoàng, là như kiểu là nhà có huy chương ấy. À Huy được, tên Huy được ạ. Được. Huy ơi. Ơ kìa. Về nhà anh có anh với cả mẹ chăm sóc, sao anh thấy em không vui thế? Thật ra thì em cũng vui, nhưng mà em sợ chị Nhi.
Chị ấy về mà thấy em ở đây chắc lại nổi khùng lên mất. Làm sao? Lần trước đã dọa sẽ giết con em nếu có giết đối với anh rồi. Ôi giời ơi, sao cái con này nó láo thật đi. Quá láo mày ạ. Ừ. Con không có gì phải sợ, con cứ ở đây với bác. Trong cái nhà này á, chỉ có mình bác là có quyền quyết định hết tất cả mọi việc. Mẹ anh nói đúng đấy. Em về đây rồi em không phải sợ một cái gì cả. Con cảm ơn bác ạ. Ngoan nha, cháu bạn yêu. Cháu yêu quá nè. Sao em lại ở đây? Hôm nay tôi đưa My về để cho cả nhà tiện chăm sóc. Có việc gì mà cô có phải ngạc nhiên nhỉ? Sao anh không hỏi ý kiến được của em? Hỏi ý kiến cô á? Hỏi ý kiến cô làm gì? Cô đi công tác cơ mà. Giời ơi, rách việc. Hỏi ý kiến cô thì được cái tích sự gì cơ chứ? Đã không đẻ được thì thôi, để còn lắm chuyện. Việc My ở đây con không đồng ý đâu. Dù sao My cũng là người ngoài mà. Nó bầu bí, một thân một mình ở ngoài tôi không có yên tâm được. Cô không thương nó, nhưng mà tôi thương đứa cháu tôi đây này. Cô đối nó vừa vừa thôi. Để My ở đây để tôi chăm sóc. Tôi chăm sóc cho nó yên tâm, được chưa? À, hay thôi, bác với anh cứ để con đi đi ạ. Chứ phận để thuê như con không đáng được tôn trọng. Chị ơi, nào. Không được. Đang bầu bí. Con cứ ngồi ở đây, yên tâm. Cái người mà phải đi bây giờ ấy là nó, chứ không phải là con nhé. Mẹ con ngồi đây kiểu của ta. Không, mẹ anh đuổi tôi đi, anh không nói gì à? Tôi mệt với cô thế nhở? Cô có nhớ ai là người bày ra cái trò đẻ thuê này không? Là cô đấy, bây giờ cô kêu gào cái gì? Phải là tôi muốn có đứa con này, nhưng không đồng nghĩa với việc là anh có thêm vợ bé. Vợ bé? Ở đây chẳng có ai là vợ bé hay là vợ lớn gì cả. Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một người bố. Thế thôi, cô đừng có nói nhiều. Thôi, con đừng quan tâm đến nó nữa. Quan tâm đến cháu mẹ đây này. Vâng ạ. Thế, anh có biết vì sao tôi phải đi thuê người đẻ hộ không? Vì sao? Vì cô... ai? Thôi, con mặc kệ nó đi. Con đi ra con lấy cho mẹ cái bát gà tần đây cho My nó ăn nhé. À vâng mẹ vâng đúng rồi mẹ ạ. Nào đợi chị ăn tí nhá. Tránh ra. Mẹ ơi. Ơi. Mẹ để cháo ở đâu? Đấy ở trên bếp đi. Đấy ở đâu mẹ ra xem đấy. Ôi giời ơi mệt quá. Chị đi công tác vậy ạ? Tôi sắp trở thành bà chủ cái nhà này rồi. Biết điều ấy, xách vali đi luôn đi. Chứ chờ đến khi bị đuổi. Dậy. Tôi đã sai lầm cái tin tưởng của người như cô đấy. Quá có đuổi được cái loại rắn độc kia đi rồi. Không thì có mà nát nhà mình. Đúng là cái đồ rắn độc. Độc ác. Thôi không khóc nữa nhá. Mẹ ơi, muộn rồi, mẹ qua trường đón thằng Cú Bin đi. Con mệt lắm. Suốt ngày ngồi chơi không? Việc nhà đều tất cả một mình tôi làm.
cô có mó tay vào cái gì nữa mà cô kêu mệt? Sao mẹ nói nhiều ấy nhở? Con bảo mẹ đi đón cô Bin thì mẹ cứ đi đón nó là được mà. Đau hết cả đầu. Cô làm mẹ cái kiểu cái gì thế? Tôi thích thế đấy. Thì sao? Cô Bin là cháu đích tôn của bà mà. Bà tự đi mà đón nó. Còn không đón được ấy, kệ nó ở trường. Cô thật là cái loại vô học. Ngày xưa mắt tôi mù tôi mới để cho cô cưới con trai tôi. Được cái gì thế? Vừa hết là ra con. Đâu rồi nhỉ? Cái mẹ gì ơi, đâu? Mẹ có thấy con My đâu không ạ? Cái My nó vừa mới ở đây, nó bảo mẹ đi đón thằng cu Bin. Nhưng lúc mẹ đi về chả thấy nó đâu cả. Thôi chết con rồi. Chuyện này chỉ có nó làm chứ còn ai nữa. Chuyện gì? Còn biết làm sao được. Đang yên đang lành tự nhiên công ty bị niêm phong. Ôi thôi chết. Người ta nói là có người mang hết giấy tờ của công ty để đi thế chấp trả nợ. Ôi thôi chết rồi. Bây giờ chết con rồi. Nhỉ? Gọi thử cho nó xem thế nào. Nó có nghe không hả con? Không nghe. Ôi trời ơi. Wow. Hai mẹ con mày vẫn chưa đi à? Này, mày là ai mà mày vào nhà tao to mồm ấy? Ngồi xuống, ngồi xuống. Bà ngồi xuống. Mẹ không phải sợ. Con My vợ mày thay bọn tao một khoản tiền. Và bây giờ nó phải thế chấp cái nhà và tài sản của công ty này rồi. Ôi trời ơi. Vay á? Không liên quan đến tao. Không liên quan. Không liên quan thì đây. Mình xem có liên quan không. Ôi trời ơi. Ủa? Sao lại thế này hả con? Mẹ ơi. Thôi. Không phải khóc lóc nữa. Tao cho chúng mày 10 phút để bước chân ra khỏi cái nhà này. Tính từ thời điểm tao đi khỏi đây, tao quay lại mà vẫn còn mẹ con mày ở nhà nhá, đừng trách bố mày á. Nghe chưa? Ok anh ơi, anh ơi. Con mẹ ơi, con phải làm thế nào bây giờ? Công ty mất rồi. Con ơi. Con nhà cũng mất rồi, công ty cũng mất rồi. Bây giờ hai mẹ con mình chỉ còn cách đi ăn xin thôi. Mẹ chỉ thương thằng cu Bin thôi con ạ. Khổ thân nó quá cơ. Thank you.